Chiều nay ngày 30 tháng 1, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền năm 2023. Đến dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong năm 2022, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Trên cơ sở đó, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đã kết hợp với các sở ngành các địa phương đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng tổ chức họp mặt đầu năm nhằm rút kinh nghiệm và triển khai công tác tuyên truyền. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chương trình, thực hiện nhiều chương trình mới, đa dạng, phong phú và nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung vào các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, các trang thiết bị phục vụ việc sản xuất, phát sóng chương trình và những thuận lợi khó khăn khi thành lập trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục chủ động sáng tạo đổi mới trong việc thực hiện thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đáp ứng ngày càng tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 1, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Chủ trì hội nghị có ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Năm 2022, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 10 trên 10 chỉ tiêu đều đạt so với nghị quyết, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt nghị quyết. Công tác tham mưu cấp ủy trên từng lĩnh vực có sự chủ động đi vào chiều sâu và đạt chất lượng hơn. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa 13. Chính nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập các nghị quyết đạt trên 98%, đoàn viên hội viên được phổ biến sinh hoạt đạt trên 80%. Tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến 2 hội nghị thông tin thời sự chuyên đề. Tổ chức triển khai 2 đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ tỉnh và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng thời, trong năm, Ban Tuyên giáo cũng đã thực hiện tốt việc định hướng, hướng dẫn tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện nổi bật, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tăng cường đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lâm Tấn Hòa đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt công tác chung của ngành tuyên giáo trong năm 2022. Qua đó đề nghị các cán bộ công chức của ban cần làm tốt công tác tham mưu trong triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các chuyên đề trong năm. Đặc biệt cần chuẩn bị tổ chức tốt ngày kỷ niệm của ngành, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong từng mặt công tác, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan. Dịp này, Ban Tuyên giáo cũng đã khen thưởng cho 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm 2022.